Hai người đang nói chuyện vui vẻ, bỗng nhiên trước xe xuất hiện một cô gái. Ô tô tông thẳng vào người cô ấy, mất kiểm soát đâm vào cây bên vệ đường. Nhìn vào kính chiếu hậu, cô gái bị tông kia chắc chắn không còn sống rồi. Hai người quyết định chạy trốn. Ngày hôm sau, Tum đến trường chụp ảnh tốt nghiệp. Nhìn qua máy ảnh, anh ta trông thấy một người lạ. Về nhà rửa những tấm ảnh đã chụp, lại phát hiện tấm ảnh nào cũng có một vệt trắng, thậm chí một bức ảnh hiện rõ cả mặt quỷ. Dên bạn gái, anh ta liên tục gặp ác mộng, thấy nữ quỷ bò ra từ bồn tắm. Nhiều sự việc kỳ dị xảy ra liên tiếp khiến hai người cực kỳ hoảng loạn. Họ quyết định đến nơi xảy ra vụ tai nạn hỏi thăm tình hình. Cảnh sát nói mấy ngày trước có một chiếc xe đâm vào biển quảng cáo, nhưng không hề có người chết. Hai người càng thêm hoảng sợ. Tum đi hỏi về những bức ảnh, chủ tiệm cho rằng đó là do ảnh chụp bị phơi sáng mà thôi. Jen nhìn thấy một bìa tạp chí có ảnh chắp được quỷ giống hệt của Tum. Hai người đến chỗ bán tạp chí về ma quỷ hỏi về chuyện này. Hóa ra đa số những bức ảnh đó chỉ là Photoshop, nhưng cũng có những tấm là thật. Cách duy nhất để xác minh đó là chụp bằng máy ảnh Polaroid, bởi vì những bức ảnh được xuất ra ngay sau khi chụp. Hôm đó Tum đang dọn đồ chuẩn bị ra về, đèn trong studio đột nhiên tắt, một cái bóng xuất hiện khi đèn chớp tắt. Những sự việc kinh dị liên tục diễn ra khiến Tum sợ hãi. Từ sau khi xảy ra tai nạn ô tô, cả người anh luôn đau mỏi. Đến bệnh viện kiểm tra thì ngoài vấn đề cân nặng ra, anh không hề có bệnh gì. Sau đó tình hình của Tum ngày càng nghiêm trọng, liên tục mơ thấy ác mộng. Tum giật mình tỉnh dậy, phát hiện người bạn thân Ton En lại ở trong nhà mình, hoảng sợ đòi tìm ảnh. Tum cảm thấy khó hiểu, chuẩn bị gọi điện cho vợ của Ton En đến đưa anh ta về. Chưa kịp nói gì lại phát hiện Ton En đã biến mất. Lo lắng bạn thân có chuyện, Tum quyết định đến nha Ton En hỏi thăm tình hình. Trong lúc chờ đèn đỏ, Tum trông thấy nữ quỷ xuất hiện qua kính chiếu hậu, đứng đó nhìn chằm chằm anh ta. Tum En vội vàng lái xe đi, tốc độ gần 120 km/h. Nữ quỷ vẫn đuổi theo, bám dính ở thân xe. Tum En vội vàng bẻ tay lái, đến nhà người bạn thân Ton En. Căn phòng vô cùng lộn xộn, nhìn ra lan can là lúc trông thấy Ton En nhảy lầu tự sát. Vợ Ton En về đến nhà, lập tức chất vấn Tum đã làm chuyện gì khiến những người bạn thân của anh ta đều liên tiếp tự sát. Việc này khiến Jen cảm thấy nghi ngờ. Cô xem kỹ lại những bức ảnh, phát hiện bóng ma trong bức hình tốt nghiệp luôn xuất hiện ở vị trí phòng thí nghiệm tầng 2. Vì vậy Jen liền tới đó. Trong phòng xếp đầy những mẫu thí nghiệm, không khí cực kỳ quỷ dị. Jen chuẩn bị máy ảnh Polaroid, muốn xem trong đây có thứ gì kinh dị. Bức ảnh được xuất ra, sự thật dần được phơi bày. Đột nhiên tiếng hét và tiếng rơi vỡ truyền đến. Nhìn cô gái trong khuôn ảnh bị vỡ, chính là người mà Jen đã gây tai nạn lúc trước. Jen hoảng loạn lật lại tư liệu, phát hiện Tum và cô gái đó từng là bạn học. Vôi cầm bức ảnh hỏi Tum, cô gái đó là Na Che, một nữ sinh ít lời rụt rè. Tum và Na Che thông qua việc chụp ảnh đã đem lòng yêu. Na Che biết Tum thích chụp ảnh, dùng tiền sinh hoạt mấy năm của mình mua cho anh ta một chiếc máy ảnh đắt đỏ. Thế nhưng Tum bản tính yếu đuối, bạn bè đùa bỡn Na Che, anh chỉ đứng im lặng đứng một bên nhìn. Sau đó Tum muốn chia tay Na Che, Na Che không muốn nên dùng cái chết để uy hiếp. Tum đành nhờ Ton En nghĩ cách giúp anh chia tay Na Che. Từ đó không ai còn thấy Na Che nữa. Tum và Jen đến nhà Na Che xin lỗi nhận tội. Vào trong nhà, mẹ Na Che nhiệt tình đón tiếp. Bà còn nói Na Che đang nghỉ ngơi ở trên lầu. Na Che chưa chết, vậy nữ quỷ là ai, tại sao xuất hiện? Nhân lúc mẹ Na Che ra ngoài, hai người quyết định lên lầu xác minh. Trên tầng 2 tràn ngập các loại thuốc hóa học. Đi tới phòng của Na Che, ngay khi Tum lật tấm, mấy tên nam sinh đè Na Che xuống sàn. Bạn trai cô ấy chỉ trơ mắt đứng nhìn. Ton En đi đến nói với Tum, dùng máy ảnh Na Che mua cho anh ta, chụp vài tấm ảnh để uy hiếp cô. Tên bạn trai yếu đuối nghe lời cầm máy lên chụp. Na Che về đến nhà liền nhảy lầu tự sát. Mẹ của cô không hề biết đến câu chuyện đằng sau cái chết của Na Che. Hai người đau khổ giải thích khuyên nhủ. Cuối cùng mẹ Na Che đồng ý hỏa táng Na Che. Nửa đêm chăn của Tum đột nhiên bị kéo xuống, ngẩng đầu nhìn, Na Che đang bò đến gần hắn ta. Tum hoảng sợ bỏ chạy, Na Che bước ngược trên trần nhà đuổi theo. Đến cầu thang, chạy mãi vẫn không thoát khỏi tầng 4. Cuối cùng hắn trông thấy Jen, như thấy cọng rơm cứu mạng. Nhưng vừa bước qua Jen lập tức hóa điên. Tum lại tiếp tục bỏ chạy, bám cửa sổ trèo qua thang thoát hiểm. Na Che lại đuổi theo. Đột nhiên Na Che xuất hiện ngay trước mặt Tum, khiến hắn bất ngờ tuột tay, cả người rơi xuống lầu. May mắn chỉ ngã ở độ cao thấp, Tum chỉ bị thương nhẹ. Ngày hỏa táng của Na Che cuối cùng đã tới. Tum và Jen nhìn quan tài bị hỏa thiêu, sau đó họ quay lại với nhau. Nhưng một điều không ngờ tới, khi Jen quay lại từ kỳ nghỉ phép, cô lại đến xu ảnh, phát hiện ảnh từ camera tự chụp trong nhà vẫn xuất hiện cái bóng trắng. Ghép từng ảnh liên tiếp xem, liền nhìn ra bóng trắng như đang tìm thứ gì đó. Jen tò mò đến giá sách, tìm thấy cuộn ảnh Tum chụp năm xưa lúc Na Che bị Ton En cưỡng hát tiếp. Jen biết được bộ mặt thật của Tum ngay lập tức muốn chia tay. Tum tức giận ném chiếc máy Polaroid xuống đất, ánh flash lóe lên, một bức ảnh được xuất ra. Tum nhặt lên bức ảnh, hóa ra cổ nhức mỏi và cân nặng dị thường đều là do từ trước tới nay Na Che vẫn luôn ngồi trên vai hắn ta. Tum kinh hoàng, lại bị Na Che lấy tay bịt mắt, mất kiểm soát rơi từ lầu cao xuống dưới. Khi Jen đến thăm Tum, hắn đã trở thành một người tâm thần, mà Na Che bây giờ có thể vĩnh viễn ở bên Tum rồi.
Bộ phim đến đây kết thúc. Nội dung phim muốn truyền tải: con người nhiều mặt, lòng người hiểm ác. Xã hội này cần sáng mắt quan sát. Đừng vì cha nam mà khiến bản thân đau khổ. Phải sống thật lạc quan yêu đời.